Hello, xin chào anh chị em các bạn ha. Chào mừng em đến với kênh YouTube của Thắng Biker. Thì hôm nay thì lại tiếp tục có một số cái mẫu xe máy cũ mới về. Thì dòng máy mới về hôm nay thì có mấy chiếc là Sachi Sonic này và mấy mẫu Adabon ha. Mình sẽ cập nhật tổng hợp cho anh em. Thì đầu tiên thì mình cũng sẽ cập nhật lại cái thông tin địa chỉ cửa hàng. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng Phong Moto. Anh em theo dõi trên Google Map là số 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương nhé. Hoặc là anh có thể liên hệ trực tiếp số Zalo trên hình nhé. Cửa hàng thì vẫn có hỗ trợ mua bán trao đổi xe, có ship xe toàn quốc và có hỗ trợ trả góp ha. Trả góp anh em cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu ha. Trả trước 30% giá trị xe. Đó, anh em nào mà cần tư vấn thì cứ liên hệ trực tiếp ha. Hoặc là anh em ở gần thì cứ ghé đến trực tiếp để mình xem xe ha. Rồi thì đồng hành với mình hôm nay thì có anh Tú sẽ cập nhật báo giá cùng mình nhé. Hello anh Tú ha. Ok, chào Thắng nha, chào toàn thể anh chị em các bạn. Hôm nay mình Thắng lại tiếp tục cập nhật những cái mẫu xe mới về, cũng như là riêng về cái mẫu Adabon đang có bên cửa hàng nhé. Okay. Đầu tiên vẫn là cái dòng Sonic, chiếc này mới về được 1-2 năm nay. Chiếc này nó là biển số 67. Về phần dàn ngoài thì mình thấy là xe còn rất là cứng nhá, nguyên bản 67. Luôn. Đấy. Xe cái mẫu này nó là mẫu xe 2019 2020 á. Dạ ok. Dàn chân ốc tán này rất là đẹp. Ô tô con này đi 22.124 cây. Nó gọi là 22.000 đi. 22.000 đi ha. Nói chung 25.8 nha anh chị em nhá. Vỏ lốp rất là dày luôn nhá, 258 thôi. Xe nó máy móc nó rất là zin. Đấy ok. Đấy, những cái mẫu xe này thì như là bên mình là vẫn bảo hành là máy móc là 6 tháng anh Tú ha? Đúng rồi, những mẫu xe này thì cửa hàng sẽ bảo hành cho anh chị em là 6 tháng đối với cục động cơ. Đó. Có tặng nón cùng với dầu cho anh chị em đổ xe. Đấy, ok ha. Đấy, trong khi quay mà mình chưa có quay được chi tiết chiếc nào thì anh em cứ liên hệ Zalo ha. Đấy. Chiếc này mà góp thì hiện tại bên ngân hàng đang có cái gói hỗ trợ không đồng này, dưới 30 triệu. Ok, dưới 30 triệu là không cần trả trước luôn. Không cần trả trước, còn anh chị em nào có thì mình cứ trả trước vài triệu cho nó dễ động được. Ok, đấy mình cứ trả trước 4-5 triệu đi lên hồ sơ cho dễ ha. 2-3-5 triệu gì đó đều được hết cả. Rồi. Rồi tiếp theo, đó là cái mẫu biển 90. Đấy, màu cái này nó gọi đen, là đen nhám ha. Đúng rồi, đen nhám đi. Đen nhám. Xe 2023 30 triệu bao hồ sơ cho anh chị em. Chiếc này là bao hồ sơ luôn. 28 triệu là anh chị em để biển chạy. Đó, chiếc này là anh Tú cũng ghi đây là 30 triệu là bao hồ sơ này. Không rút rồi, giờ sẽ trừ 2 triệu luôn. Trừ 2 triệu cho anh chị em nhé. Đây. Odo có 8.000 cây thôi. 8.000 cây thôi nhé. Nguyên, rất là leng keng, sạch sẽ. Đó, xe là nguyên bản luôn. Xe nguyên bản. Đó. Biển số 90. Đó, anh em thấy là vỏ lốp trước sau là dày cùi nhá. Chuẩn 8.000 cây luôn. 8.000 cây, vỏ viếc này kia vẫn là của xe cả. Ok. Rồi, đây cũng là Sonic đấy anh em nhé. Sonic, chiếc này nó là xe 2022, 26 triệu 800. Đó, khi quay thì những chiếc nào mà mình không báo là bao rút hồ sơ thì anh chị em muốn rút hồ sơ thì sẽ thêm vào khoảng chừng 2 triệu đến 2 triệu rưỡi nhé. Ok, đấy, nói chung là hầu như là trên cửa hàng này, cửa hàng là chưa bao gồm hồ sơ là nhiều. Có một vài chiếc là cửa hàng bao hồ sơ thôi ha. Đấy. Biển 62, 26 triệu 8. Biển 62 Long An. Đây cũng là Sonic nữa luôn anh em nhé. Mẫu biển 68 này, nó cũng là xe 2019, 2020, đăng ký 2020. Đó. 25 triệu 8, odo em này cũng là một chiếc xe zin luôn. 20.000. Rồi, 20.000 cây. Biển 68 anh em nhé. 68 xe này rất là zin. Mình chiếc này mình mới lột keo trong ạ. Con này mới lột keo ha. Mới lột keo trong còn chưa có xe rất là cứng, không bể vỡ hết anh em nhé. Bể vỡ gì cả. Xe rất là sạch sẽ, cứng căng. Ok. Những cái dòng xe này thì cửa hàng vẫn hỗ trợ ship toàn quốc nhé. Nếu mà ship xe ở xa thì khoảng mấy triệu anh Tú ha? Nói chung miền Bắc thì nó rơi vào khoảng 4 đến 5 triệu, còn miền Nam thì chỉ cần 2 triệu thôi. Đấy, ok em nhé. Đấy. Các bạn ở miền Tây Nguyên này kia thì nó sẽ rơi khoảng 3 triệu là mình ship rồi nhé. Rồi, ok. Đây. Odo 17.000 này. Con này 17.000 cây. Đăng ký 2023, 26 triệu 800. Như chiếc này mình, chiếc kia cơ. 26 rồi. Triệu 800. Con này là 268 luôn. Xe rất là leng keng, biển số okay. 70 của Tây Ninh. Ở biển Tây Ninh, máy móc thì thầm luôn. Xe rất đẹp. Ok. Rồi cái mẫu 219 này. Mẫu này nó là mẫu 219, cái đát của nó là đát 219 nhé. Đăng ký
đăng ký sang tên của nó là 2023, 24,8 thôi. À, con này 24,8 thôi. Đấy. Có đo 26,000. Chủ 26 xe đăng ký năm 2023 luôn em nhé. Máy móc 2023 là nó lên cả vẹt vàng rồi. Biển số 686. Đấy, cũng xe cũng là nguyên bản hết. Máy móc vẫn là máy móc zin cho anh chị em, đồ zin nguyên bản luôn. Tay thắng tay cồn thì vẫn zin luôn. Rồi. Cái dòng này mà nó té ngã thì, hay gì là nó sẽ gãy cái đèn. Nhưng mà cái này thì về được cũng khá là nhiều Sonic em nhé. Đây cũng Sonic luôn này. Sonic cái mẫu này nó cũng là mẫu xe zin. Odo 14,000. 14,000 cây thôi em ạ. Xe rất là thì thầm. Đấy, 14,000 cây. Rồi. Con này thì hôm nay để giá mấy? Chiếc này thì để cho anh chị em là 27 triệu nhé. 20 đăng ký 2022, nó là mẫu xe 2022 luôn. 86 luôn, hôm nay còn 27 ha. Còn 27. Rồi, ok. Còn mẫu màu đen này. Đây cũng là đen nhám luôn. Màu đen này nó là 2022, cũng là 26,8 triệu thôi. Rồi, 268 luôn anh em nhé. 22,000. Đó, 22,000 cây. Đang yếu bình đề. Rồi, ok. Đó. Rồi, tiếp theo thì chiếc này là sang mẫu Sachia anh em á. Sachia này. Sachia biển là số 60. Rồi, mẫu này mình thấy là cũng là nguyên bản luôn em này. Xe rất là zin. Nguyên bản nhá, xe cứng lắm ha. Rồi. Chân chắn ốc tán đẹp, vỏ lốp dày. Đấy. Ồ, yếu bình đề rồi. Này đã yếu bình. Yếu bình đề. Odo 23,400. Rồi, 23,000. Chiếc này đang để cho anh chị em là bằng 24,800 nhé. Biển số 60, 24,8 thôi. Đát xe là đát 2020. Đây. À, nói chung là anh em đến thì cửa hàng cũng niêm yết giá công khai nhé. Đời xe năm sản xuất, năm đăng ký này. À, giống như cái mẫu xe này anh em rút hồ sơ thì mình thêm có tầm 2 triệu hay là hơn 2 triệu chút xíu ha. Đúng rồi, nó khoảng 2 triệu là ok. Rồi, ok ha. Rồi, chiếc này cũng là biển số 60 luôn. Nó là đát 2019. 24 triệu, à, bữa nay nó còn có 23 triệu thôi. Chiếc này còn 23 thôi em nhé. 23,8 triệu thôi. 23,8 triệu, biển 60 Đồng Nai. Rồi. Chiếc này nó được lên một cái lọc gió trụ và gọt cái yên vậy thôi. Lên lọc gió với gọt lại yên thôi. À, còn đâu là máy móc thì cửa hàng vẫn bao zin nhá. Rồi. Rider. Này có Rider. Rider thì chiếc này nó cũng là chiếc xe zin. Hình thức của nó bên ngoài cho lẫn máy móc nó đều là zin cả, chưa có pha trộn. Xe zin cứng nhá, liền lạc. Đấy, không bể vỏ hết ha. Đó. Ồ, nó yếu bình đề. Này yếu bình. Odo cũng là 26,000. Nó để cho anh chị em nay là còn có 23,800 thôi. Biển số 38 nhá. Xe zin em nhá, giá rất là mềm luôn. Đấy. Ok, đây 23,800. Đấy, 2022 biển 38. Còn bên này thì có Rider cơ. Rider xăng cơ. Xăng cơ này. Cái mẫu này thì nó là biển số 61 của Bình Dương, 61B2. Cơ. Áo cũng rất là cứng nhá. Xe nó rất là liền lạc. Liền lạc ha. Xe zin, cứng lắm. Liền lạc. Đấy, bữa này thì để cho anh chị em có 14,814 triệu thôi. 14 triệu luôn. Đấy, hôm nay giá còn 14 triệu anh em nhá. Mấy chiếc xe yếu đấy. 2016 biển 61 luôn. Đấy, xăng cơ. Xăng cơ đang hết bình đây. Đang hết bình nhỉ. Chiếc này thì mình để nó khá lâu. Lâu này hết bình. Đấy. Đó, ok em nhé. Đó là tất cả những cái mẫu Underbond. Underbond ha. Có bên cửa hàng. Ngoài ra thì cửa hàng còn rất là nhiều mẫu xe khác nhá. Những cái video sau mình sẽ cập nhật sau ha. Mỗi video mình sẽ cập nhật mỗi dòng khác nhau để anh em xem cho dễ ha. Đấy, như trong cái dòng xe này thì như là cửa hàng đều bảo hành nhà máy móc là 6 tháng cho em không à. Đấy. Còn anh em rút hồ sơ thì mình chỉ cần thêm khoảng 2 triệu hơn 2 triệu chút xíu thôi. Đó là rút hồ sơ rồi. Anh chị em nào cần tư vấn thêm cái dòng xe thì cứ liên hệ số Zalo cho mình nhé, hoặc là mình đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng. Đây, địa chỉ cửa hàng là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương nhé. Anh em cứ liên hệ hai số Zalo cho mình nhé. Cửa hàng thì có mua bán trao đổi xe luôn. Đấy, ship xe thì anh em chỉ cọc từ 3 đến 5 triệu nhé, tùy vùng ha. Đấy, ở xa ngoài Bắc thì mình cọc 5 triệu. Ở gần lân quanh thành phố Hồ Chí Minh hay là gần vùng lân cận thì cọc khoảng 3 triệu thôi. Đó. Rồi hôm nay thì mình cập nhật đến đây thôi, mình cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại anh em cái video sau. Anh em cần thêm thông tin chi tiết hơn các dòng xe khác nữa thì cứ liên hệ Zalo ha. Rồi xin chào anh Tú ha. Ok, chào Thắng nha, chào toàn thể anh chị em các bạn nha. Ok, đấy còn anh em mà cần mình báo giá thêm mẫu xe nào thì cứ bình luận bên dưới ha, mình sẽ làm video sau để cập nhật báo giá sau. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ha.